quay trở lại với Tân Quốc Tuấn Đầu Tư. Thì hôm nay em Sơn có về thêm một cái xe màu bạc đời 2019 nha cả nhà. Thì xe này là cũng là máy A26 luôn. Thì Sơn thấy từ ngoài Bắc chạy vào nó dơ quá, thì Sơn sẽ chạy vào trong để rửa nha cả nhà. Thì bây giờ Sơn sẽ leo lên cái xe này Sơn chạy luôn nha. Mình mở lên một nấc để cho nó màn hình nó xả nó lên, nó bơm dầu lên đầy đủ rồi mình mới đề nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ Sơn sẽ đề nha. Khoan để xả thì kia một tí xíu cho nó hạ cái người lùn quá cả nhà. Người lùn quá nha, xả xuống một tí. Thử cái tay lái là cả nhà. Thì sau khi mà mình đề được máy rồi thì nó sẽ để Sơn thả kính xuống rồi nha. Tại vì nói mà nếu có kính là cái mic nó bị kêu, bị ù á. Đó thì khi mình đề máy rồi thì nó sẽ rất là nhẹ này cả nhà. Bây giờ Sơn sẽ lái vô trong cái rửa đấy cả nhà nhé. Quên thì cứ tìm cái cần số. Khi đề xong thì mình cũng đợi cho nó lên đủ hơi thì mình mới xả lốc cây nha cả nhà nhé. Thì bây giờ Sơn thấy là nó đã lên đủ hơi rồi, Sơn sẽ xả lốc cây để chạy nhé. Để chạy có một đoạn à, cho nên mình trời ơi, người lực bé quá cho nên mình phải dùng cả lực để đẩy. Thì để thấy được là mấy anh chạy đội công Mỹ, có mấy chị chạy đội công Mỹ ở cả nhà rất là tuyệt vời luôn ha. Thì bây giờ Sơn sẽ vào số để chạy lên nhé cả nhà. Thì ở đây nó có số N đang dừng là số Mo này cả nhà. Thì nó sẽ có số D là số Tiến ha. Thì bây giờ Sơn sẽ lên số D nha cả nhà nhé. Thì đối với cái xe này thì phải mớm ga một tí thì nó mới lên nha cả nhà. Thì bây giờ Sơn sẽ chạy vô trong kia nha. Cái xe này nó sẽ có bị vọt đó cả nhà, tại vì mình chạy ở trong này đường ngắn quá. Chạy vô cái cầu này thì nó giống như là xe, nó như xe hơi cả nhà. Đó thì Sơn sẽ chạy vô một đoạn đây thôi để dừng để đậu lên để rửa xe nhé cả nhà nhé. Rồi Sơn dừng ở đây thôi, tại vì cái cầu á cả nhà mà xe Mỹ lên là nó sẽ hư á. Chả thắng này, chả lái này cả nhà. Ôi cái xe Mỹ này lái xuống như y răng như là xe hơi luôn á. Thì bây giờ Sơn sẽ xuống để Sơn dọn vệ sinh nội thất và dọn phía bên ngoài cho cả nhà mình xem qua nhé. Kéo kính lên. Tính ra cái xe Mỹ ấy, cả nhà, xe số tự động á, chạy nó giống như xe ấy luôn á. Nó giống cái xe hơi luôn á, không khác gì cái xe hơi hết trơn á. Bây giờ cho cả nhà mình xem qua cái xe này nó dơ như thế nào, tại vì là có khả năng là cái xe này chạy trên đường chạy từ ngoài Bắc vào cả nhà thì gặp mưa hay sao. Đây này cả nhà mình thấy này. Đó cái độ bùn sình quá dơ ha cả nhà. Dơ lắm luôn á đó. Xe này là màu bạc nha cả nhà. Đó, anh chị nào có một con duy nhất màu bạc này ở trên công ty Sơn thì anh chị em nào mà cần màu bạc thì ghé coi liền nhé, đời 2019 nha cả nhà. Trước tiên là mình sẽ phẩy bụi nước nha. Phẩy bụi trước xong rồi bắt đầu mới xịt xà bông để rửa. Thật ra để dơ về khách tới coi người ta cũng sợ lắm cho nên cho rửa luôn nha cả nhà nhé. Cũng phải cẩn thận chứ không ơi, nó bay tem, bay cái tem đi cả nhà, nó văng cái tem đi là nhà máy đi em không rồi á.
thấy cái độ dơ mà khi xịt xịt cái này nó cũng ra luôn ha. Cái này phải có xà bông mới ra nha cả nhà nhé. Giờ mình chỉ thấy bụi sẵn thôi. Trời, nó quấn lại luôn. Xe này là dơ cực kỳ luôn á, không hiểu tại sao mà chắc là do mưa, lúc chạy mưa hay sao. Sao nó có thể dơ thế nhỉ? Này là phần xịt xà bông để cho nó ngấm qua nha cả nhà. Nó ngấm qua để nó sẽ lả bớt bùn đất cho mình rồi để mình lau chùi cho sạch nhé. Bên cái phần nón thì đó hồi xuống là mình sẽ gập capo lên để mình xịt. Quá là kinh khủng. Trời, rửa sao văng vô xe người ta. Rửa xong rồi văng vô khe khách luôn á. Tí nữa phải nhờ các bạn phụ nha cả nhà, một mình không có làm kịp. Ai chết cha rồi, hình như có xe của khách nè. Cái cầu này đó phải lùi xe ra rồi. Đây là rửa xe không chạm nha cả nhà, cho nên mấy bạn xịt sơ ra tí để sân lùi ra ngoài, tại vì cái cầu dành cho xe mới vào để rửa nha. Sáng giờ xe cũng khách cũng đông cho nên sân không có rửa được, bây giờ tranh thủ trưa trưa rửa, nhưng mà cũng có khách rồi để bây giờ lùi ra tí nha cả nhà. Ưu tiên xe của khách hàng trước rồi mình sẽ đến rửa xe cả nhà mà có khách vào. Bây giờ xếp hàng, bây giờ Sương cũng xếp hàng cái xe của Sương đây. chờ hai xe này xong rồi có khả năng là 12 giờ trưa mới tới được lượt xe của Sương để rửa nha cả nhà. Xong hai xe này xong rồi đến xe của mình. Đó. Thì bên Sương thì chuyên rửa xe, chăm sóc các loại xe cả nhà. Thì có xe tải hay xe máy, xe tải hay là xe hơi hay là bất cứ loại xe gì cần rửa sửa chữa chăm sóc thì cứ ghé bên Sương nha. Bây giờ để Sương đợi một chút xíu nữa để làm bên này xong rồi sẽ qua xe Sương nha cả nhà. Đợi một chút xíu nha. Là xe hồi nãy cả nhà thì là đang rửa thì có khách vào cho nên Sơn dừng lại. Bây giờ Sơn sẽ rửa tiếp nha cả nhà nha. Bây giờ Sơn sẽ rửa không chạm luôn nha. Trời ơi, làm nghề này vất vả mà vui nha cả nhà. Hồi nãy là rửa bên kia rồi, bây giờ sẽ rửa bên này nhá. Đang rửa thấy khách vào. Rửa cái xe to quá tốn xà bông. Thời chính lên lương chưa? Thời chính là phải lên lương chứ. Sau khi mà để xà bông ngấm cả nhà thì bây giờ sẽ là xịt nước ngay cả nhà nhé. Rửa cái này thì người ta gọi là bên Sương làm xe hơi thì gọi là rửa không chạm nha cả nhà. Không chạm nghĩa là không chạm tay á. Chăm sóc xe, rửa xe kỹ vậy mà khách toàn đi mua ở đâu á cả nhà ơi, đâu có mua bên Sương đâu. Bây giờ Sương thấy đồ kiểu Mỹ bán cũng nhiều lắm rồi mà Tân Quốc Quấn vẫn chưa bán được. Ngoài cái dịch vụ mà bên Sương giá thì Sương chưa nói, tại vì khi mà mua xe các thứ thì còn nhiều cái dịch vụ đằng sau chăm sóc khách hàng cả nhà, thì phải ghé bên Sương để có cái sự đàm phán nha cả nhà nhé. Chăm sóc xe rất là kỹ luôn mà khách đi đâu hết trơn không biết.
bây giờ để thợ rửa nha cả nhà. Thợ rửa thì đó thấy khác khác xương rửa liền ha. Rửa thì sạch hơn xương rửa. Cái gì cũng có tay nghề mới làm được. À, đưa sát vô thì nó mới sạch. Cái mấy cái màu màu bạc á cả nhà, thường thường màu bạc á sẽ có cái nhũ nhũ nó đẹp ghê luôn á hả, màu nhũ, màu bạc này sẽ hợp cho mình kim thì phải, mình kim. Anh chị nào mà đang cần xe màu bạc thì nhớ ghé bên Sơn để xem xe nhé, bên Sơn có rất là nhiều màu nha cả nhà. Cái nó thành sạch đó. Có chuyên gia rửa xe nó khác hẳn. Sau khi rửa cái phần đầu thì bên Sơn sẽ rửa cái phần phần đuôi nha cả nhà. Hả? À. Cái lốp xe này về là lốp mới luôn, à lốp nguyên zin nha cả nhà, nhưng mà rất là mới luôn. Xe đẹp lắm. Nhưng mà tội cái là nó dơ quá, để rửa nó sạch nha cả nhà nhé. Sau khi rửa rồi cả nhà, tính là rửa sạch nhưng mà do là cái gián đoạn là có xe vào á, cho nên là lại một lần nữa là phải dừng cả nhà nhé. Thì bây giờ Sơn rửa như vậy thì thôi cũng tạm được đi, đậu lên là ngày mai rửa tiếp nha cả nhà nhé. Thì đây là sau khi sơ cả nhà thì mình thấy là cái xe đã rửa xong ha, nó màu bạc rất là đẹp luôn cả nhà, màu có bạc có ánh nhũ luôn ha, đời 2012 và trong nội thất rất là đẹp, hai giường nằm nhé. Đời 2019, 2 giường nằm. Đó thì lốp thì còn gần như mới luôn, và lốp là lốp nguyên zin luôn. Xe này thì zin nguyên zin hết toàn bộ như thế này về bên nước ngoài về nha cả nhà. Chưa có tất cả đều niêm phong hết, không có thay cái gì hết. Thì cả nhà mình xem qua và có gì ủng hộ em Sơn. Hotline của Sơn là 0931674675 nha cả nhà. Số 1132B đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10 phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty ô tô Tân Quốc Tuấn. Bên cạnh Sơn mua bán và trao đổi các loại xe cũ đã qua sử dụng, và Sơn cũng có làm đại lý cho Hoàng Huy International là về sản phẩm của đầu kéo Mỹ và đầu kéo Đông Phe nhé cả nhà. Những cái dòng xe Sơn còn có làm ở là dòng xe Jack, Đông Ben, Kenbo, rất là nhiều loại luôn. Quý anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhớ ủng hộ em Sơn với nhé. Bây giờ Sơn xin chào mọi người, hẹn gặp lại nhé. Bye bye.